Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset và cài đặt TV Sony năm 2021. Trước tiên mình trên điều khiển ấn phím Home, chọn phần cài đặt. Sau đó mình chọn phần hệ thống, giới thiệu, chọn phần đặt lại, thiết lập lại dữ liệu ban đầu, chọn xóa mọi thứ, đồng ý. Như vậy là TV của bạn đã được reset trở về trạng thái ban đầu. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt từ ban đầu cho TV mới. Trước tiên mình chọn tiếng Việt. Chọn khu vực quốc gia Việt Nam. Chọn thiết lập dịch vụ Google TV. Chọn mạng. Mình nhập mạng của nhà mình vào. Các lối thành công. Chị Lý ơi, xem nào. Sau đó mình nhập tài khoản Gmail của mình vào TV để sử dụng giọng nói. Mọi người lưu ý, bắt đầu từ dòng 2021 thì tất cả TV Android đều phải nhập tài khoản Gmail thì mới có thể sử dụng được giọng nói trên TV. Vâng, khi nhập tài khoản Gmail xong, mình ấn mũi tên đi sang để kết nối. Đã kết nối thành công ạ. Chọn chấp nhận. Chấp nhận dịch vụ của Google. Tiếp tục để sử dụng trợ lý Google. Cho phép các ứng dụng. Xác nhận. Và đây là những bước cài đặt cuối cùng. Mình chọn mũi tên đi xuống giữ nguyên. Chọn đồng ý tất cả. Tiếp tục. Tắt. TV nhà mình có sử dụng các cái đầu bốc này, kỹ thuật số này, analog này. Ví dụ như mình dùng anten cắm trực tiếp vào TV thì mình có thể chọn kỹ thuật số để dò kênh. Hoặc là mình dùng cáp thì mình có thể chọn analog để dò kênh xem. Nếu mà mình muốn kết nối các đầu game, tay game thì mình có thể chọn các thiết bị mà mình muốn cài đặt với TV. Nếu không thì mình có thể chọn kết nối sau. Mình chọn cách đặt TV của mình trên bàn hoặc là treo tường. Ở đây thì TV của mình đang đặt ở trên bàn nên mình sẽ chọn là trên bàn. Hiệu chỉnh acoustic là hiệu chỉnh âm thanh. Hiệu chỉnh âm thanh này để cho tạo cho âm thanh vòm trên TV của mình một. Hoàn tất thiết lập thì chúng ta bắt đầu khám phá TV nhé.